Nha, Đức Bình giới thiệu anh em cái chuột cửa của Hyundai 6 tấn rưỡi nhé. Mã sản phẩm nó đây. 24V. LH là bên là lép nhé. Bên lép là bên lái nhé. Ok. Ok, này, đây, chúng ta đây. Chân cẳng của nó đây các em nhé. 4 chân nhé. Hàng này hàng chính hãng nhé. Ok, rồi xin chào anh em nhá. À đây là ok, đây hộp thân vỏ đây. Xin chào anh em nhé.